Ay, con sabor. Đây là cái cách làm cua để câu cá nè. Mình cắt cái mồi này khoảng tốn khoảng bao nhiêu lâu thời gian lọc? 5 phút. 5 phút à? Để bó mồi. Thẳng cái tóc. Không có thời gian nên xài cua cứng làm mồi đỡ. Cái này mà cua cứng nó tanh hơn à? Tanh tanh được câu lột không? Câu lột. Cắt cua này là phải cần cái kéo thật là bén, kéo lục cắt không được. Đúng không? Đúng rồi đó. Kéo rồi ha. Nước lớn rồi. Cắt cái thịt luôn, không bị bể đâu, không bị dập cái thịt đó. Rồi, để xong rồi cột nữa nè. Đó, theo một bên cho đèn ăn sáng đi coi có con gì không. Đó, lấy dây cột. Đây giống như dây thun rất là nhỏ. Mà dây thun dây giống như dây gì đâu. Cái đó thôi. Bên phu dây cột mồi. Dây cột mồi à. Dây cột mồi. Dạng dây chun. Cột nó lại. Giống như con tôm luôn á. Đúng rồi. Đó, giống con tôm luôn đó không? Đó, một cá. Đúng rồi, câu mồi nhỏ thôi. Đây là hai cái cần phải không? Đúng rồi. Cần cái phải không? Đúng. Cua dở thì quăng vô luôn. Cua hư. Cậu vô luôn. Ở đây mình đâu cần phải nghe nhạc, mở nhạc đâu Tâm, có người mở nhạc ở bên kia kìa, phải không? Xì. Rồi, được hai miếng mồi. Cậu đi, cậu đi quăng luôn. Rửa tay ha. Rửa tay. Rồi. Đầu móc vô. Nhưng tôm nè. Với câu phải dẫn này mới câu được. À, phải đưa mũi dẫn nó vậy hả? Không, đúng rồi. Thấp và dính.